Hello, chào mừng các bạn đã đến với video tiếp theo của mình. Và trong video ngày hôm nay thì các bạn có thể thấy là đằng sau lưng mình là ngôi làng của mình đó các bạn. Ngôi làng này không có gì đặc sắc hết, nên các bạn đừng có quan tâm. Mà ngày hôm nay mình muốn cho các bạn coi cái thứ này nè. Đây, đó, các bạn thấy xa xa đằng kia chưa? Các bạn biết cái gì không? Các bạn biết cái gì không? Nếu mà các bạn biết thì hãy comment ở dưới. Còn bạn nào chưa biết thì mình sẽ nói luôn cho các bạn biết. Đó là đằng kia chính là con tàu ma. Đó, con tàu ma nha các bạn. Đó, bây giờ thì mình sẽ thử thách ra đó khám phá coi con tàu ma đó như thế nào. Đấy, các bạn cẩn thận đó nha. Ai mà coi video một mình thì cẩn thận. Nếu mà có gặp ma thì đừng có tè trong quần đó nha. Mình nói thiệt á, mình không có giỡn đâu. Con tàu này là con tàu ma đó các bạn. Các bạn nhìn nè, thấy chưa, con tàu nó đã bị hư hại rất là nhiều. Còn nãy giờ mình đã uống hai cái loại thuốc. Một cái là loại thuốc thở được dưới nước, tại vì mình phải khám phá con tàu này. Loại thuốc thứ hai là mình có thể nhìn thấy được ở dưới nước. Đó, ui, ui, cẩn thận các bạn ơi. Đây là con tàu ma trong truyền thuyết. Đó, thì mình nghe nói là nếu mà buổi tối mà mình gặp được con tàu ma này thì sẽ thấy mấy hồn ma bay lơ lửng ở trên đây. Còn bây giờ là hên là buổi sáng cho nên là chúng ta sẽ không có gặp. Cho nên là các bạn yên tâm nha, đỡ đỡ thôi chứ cũng không biết là có ma hay không nữa. Ô ghê quá, ở đây, ui, 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 cái gì vậy, cái gì vậy? Ô, mình hết hồn, mình tự nhiên mình bị nhảy các bạn, mình không có làm gì luôn á. Wow, đây là đúng là một con tàu ma rồi, bây giờ mình xuống dưới coi coi. Oh, wow. Ui, có cánh cửa nè. Ui, có cái rương nè. Ui, không có gì hết các bạn ơi. Chắc là ma lấy hết rồi. Ý đằng đây cũng có cái rương nè. Ui, có đồ nè. Wow, có đồ quá trời luôn. Ui, lấy, 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 lấy. Ôi, được rồi. Thôi, đi lên, đi lên, đi lên. Ui, tàu ma ghê lắm các bạn ơi. Mình, ơi, chết rồi. Mình lỡ lấy đồ của người ta rồi. Lỡ ma nó biết được, nó bắt mình sao. Thôi, đi xuống biển. Đi xuống biển. Ơi, các bạn. Các bạn thấy gì không? Ở dưới kia là một cái tấm biển kìa. Cái tấm bảng, đây 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 đây, một cái tấm bảng hay gì á. Mình thấy giống lắm. Đâu rồi, à đúng rồi, một cái tấm bảng các bạn. Ơi khoan khoan, từ từ, hình như có một cái đường hầm thì phải. Có một cái đường hầm hay sao á. Ý đúng rồi kìa. Ok, bây giờ mình sẽ bơi xuống coi như thế nào nha. Hình như là một cái đường hầm các bạn ơi. Wow, một cái đường hầm nè các bạn. Cái đường hầm này quen quen. Hình như là đường hầm bí mật mình đã từng làm được thì phải. Đâu, để coi coi. Nhà tù bí mật dưới đáy biển. Hả? Đây chính là cái nhà tù bí mật dưới đáy biển đó các bạn ơi. Wow, các bạn có thể thấy không? Ôi, ghê, y hết hồn, tưởng con ma chứ. Ok, bây giờ mình xuống dưới đó coi coi nha, như thế nào nha. Thả tôi ra đây, trời ơi, thả tôi ra đi mấy ông ơi. Tự nhiên sao mấy ông bắt tôi vô đây vậy, tôi có làm gì đâu. Thả tôi ra, trời ơi các bạn ơi, mình bị bắt vô tù rồi. Tự nhiên thấy cái nhà tù bí mật ở dưới đáy biển, xuống dưới tò mò coi có cái gì. Ai ngờ đâu bị mấy ông nội kia bắt vô đây luôn. Giờ sao đây? Mình có muốn như vậy đâu, mà mình có làm cái gì đâu mà bắt vô tù ta. Ok, đi coi. Hôm nay mình quyết định rồi, mình sẽ phải vượt ngục một lần nữa. Các bạn nhớ lần trước là mình đã bị bắt vô tù nhảm nhí giống vậy nè, đang đi bình thường cái bị bắt vô tù. Cái rồi mình sẽ quyết định là vượt ngục và sẽ nói với mọi người biết là mình sẽ không, mình vô tội, để cho người ta biết là mình vô tội nên là mình không có phải vô tù. Ok, rồi bây giờ mình sẽ kiếm cái mánh khóe. À, có cái rương, chắc chắn là có đồ trong đây rồi. Trời ơi, không có đồ luôn các bạn ơi. Ok, không có đồ luôn. Còn cái này, cái này là cái toilet đúng không? Ơi, mở cái toilet ra cho tôi đi tè cái coi, tôi mất tè quá rồi. Nó không mở các bạn. Ơi, hình như ở dưới đây có một cái đường nè, nhưng mà làm sao để xuống đây? Ok, để mình coi xung quanh coi có gì lạ không. Ơi, ở đây có một cái, các bạn có thể thấy là cái block này nó đen xì lì à, còn mấy cái block này nó vẫn bình thường. Có khi nào ở đây có một cái bí mật gì không? Ô, thì ra là có một cái mẹo ở đây các bạn ơi. Ok, à thì ra là ở đây có một cái cần gạt, cái mẹo, cái mẹo. Oh yeah, rồi là cái gì đây? À thì ra là cái cần gạt đó làm cho cái này nó mở ra để mình có thể chui xuống đây đúng không? Ở tại vì dưới đây mình thấy có một cái đường hầm nè. Ok, xuống xuống xuống. Các bạn ơi, ở dưới cái đường hầm này có một cái rương các bạn. Đây, mình đang ở dưới đây nè, đó các bạn thấy không? Đó, một cái rương, một cái rương. Oh, stone button can be placed on cauldron. À là mình sẽ phải đặt cái nút này vào cái cauldron, là cái vạc này nè các bạn. Ok, mình sẽ đặt vào nha. Wow. Nó cho mình một cây cúp block breaker. Oh, là mình có thể đập được lock hả? Đây, nó ghi là block breaker là mình có thể phá nó hủy được lock. Ủa, mình có phá được đâu trời. À là mình phá cửa chạy ra luôn. Không phá được, còn dưới đây phá được. Im. What? Sao mình phá cái nó hư rồi? Kỳ vậy? Mình sẽ đặt cái này ra rồi phá này được không? Không phá được các bạn ơi. Là sao mình không hiểu. Nhưng mà nó cho mình hai cái block này. Một cái block này mình thấy, ơi khóa này được không? Phá này được không? Không phá được. Mình thấy cái block này giống cái block ở đây nè. Bên kia có không ta?
Ý bên kia cũng có kìa. Bên kia cũng có một cái block giống như vậy nè, giống như mình nè. Rồi bên đây giống không? Ý cũng có một block giống như vậy luôn các bạn. Phá ở đây một cái. Rồi, đặt cái block này vô giống bên kia. Ok, bên kia nằm bên góc bên đây. Còn bên đây thì nó nằm bên góc bên đây. Rồi, phá. Đặt vào. Oh yeah, tôi tự do rồi, tôi tự do. Tôi còn ở trong tù. Trời ơi, mình tưởng mình tự do rồi, ai ngờ đâu. Ở đây còn tù nữa các bạn ơi, mình chưa ra được. Ok, bây giờ là phòng 307. Ok, vô cái phòng này coi. Wow, cái phòng này hình như kế phòng của mình đúng không? Mở cái rương ra, không có gì hết. Ra vậy chắc là trong mấy cái phòng này có cái rương đồ. Vậy là bây giờ mình phải mở mấy cái rương này ra. Mở cái phòng này ra các bạn ơi. Mở ra coi coi rương đồ như thế nào. Ở đây, không có gì hết. Mình sẽ cố gắng khám phá dining room, phòng ăn, phòng ăn. Oh hello, chết lộn. Ông đó, hơi núp vô. Ông đó là chef Va, ông đó là đầu bếp các bạn ơi. Ông đầu bếp tên Va. Ui, tự nhiên mình trốn tù mà mình lại mình chào người ta bắt mình vô liền á, nguy hiểm quá. Còn cái phòng nào 310, 307 hồi nãy mình vô 307 mình vô chưa, ba vô 310, 310. Ok, có cái rương. Có đồ nè. Cooking cod gì nè, cooking salmon, brown salmon. Cooking. Oh, à là cái đồ này để làm cái gì đây? Cái này mình làm cái gì vậy ta? Mình chưa hiểu lắm nhưng mà mình sẽ khám phá tiếp coi căn phòng 309 này có cái gì hay không. Có cái rương, không có cái gì hết. Trời ơi, không cho tôi cái gì hết vậy. Ui, nó cho mình một cái cần gạt nè các bạn. Oh yeah, ngon. Ở đây là phòng mining, là phòng đi đào á hả? Ui, hết hồn. Ồ, nó cho mình một cây cúp nè. Ok, cái này mình để ở đây đi. Còn cái căn gạt này mình biết đặt ở đâu rồi. Các bạn biết đặt ở đâu? What? Các bạn biết đặt ở đâu không? Ở đây có một cái căn phòng nè, không có thể đặt được. Đây, 312, mình sẽ đặt vào nha. Mở cửa. Ok. Ở đây có một... Ủa? Oh, wow, cái này là cái gì đây? Cái này là ở dưới đây có một cái nước nè các bạn. Nước ở dưới đây nè. Oh, wow. Mình sẽ phải làm cái gì đây? Để từ từ mình đi xung quanh cái đã các bạn. Phòng dining này là cái gì đây? Ơi hello anh Vegas. Mình không biết cái gương này cái gì hết. Mở ra coi. Úi giời ơi, toàn là khoai tây với lại thịt thối không à. Mà cái này mình không có cần. Ôi trong kia mình lấy được không ta? Ui anh ơi. Ui chết rồi, ông này ông là cái gì mà nên mình không có nên chào ổng. Tại vì ổng là đầu bếp. Ổng mà la lên một cái là chết mình luôn á. Hên là ổng không có la. Xung quanh đây có giấu gì không ta? Ở trên đây có gì hay không? Trời ơi, có ai giấu gì ở đây không? Sao mà khổ vậy? Tôi phải tìm mấy cái này hay sao? Ở đây có gì hay không? Ôi, khoan, thằng đây. À, thì ra là có một cái rương ở đây. Thì ra map số 4. À, bản đồ số 4 là một trái táo cộng với một viên kim cương hả? Ê, một trái táo vàng các bạn. Cộng với một viên kim cương, hình như là bên kia hồi nãy là mình vào là có một cái cúp. Đó, cái phòng mining á. Rồi, mình biết kim cương kiếm ở đâu rồi. Nhưng mà trái táo là kiếm ở đâu, táo vàng kiếm ở đâu? Ôi anh ơi, cho em hỏi. Ê, ông này không có cầm một trái táo nè. Nhưng mà là trái táo đỏ chứ không phải trái táo vàng. Bây giờ sao ta? Lấy được trái táo này không? Lấy được không ta? Anh ơi cho em trái táo với anh. Anh ơi. Ê. Ui. Mình mới lấy cái quần của ổng rồi. Chết rồi. Ê mặc quần lại gì ông nội. Ui ghê quá. Ơi còn cái lấy cái nón của ổng. What? Mình mới lấy cái đầu của ổng. Đội cái đầu vô thử coi. Đội cái đầu của ổng vô thử coi các bạn. Đấy. Ok. Vậy là mình đã trở thành ông đầu bếp rồi. Không có ai biết mình ở đây hết. Ok bây giờ nhảy vô đây luôn. Mình nhảy vô được nè. Oh yeah, vậy nhảy vô được rồi. Nếu mà nhảy vô được thì ở đây có bi nè. Apple ở đây rồi. À thì ra là trái táo vàng ở đây. Vậy mà giấu hả? Giấu hả? Ok thôi trả lại cho ông cái nón đi. Trả lại cho ông. Ok rồi thôi, bye bye ông, tôi đi đây. Ơi, cho tôi ra. Ủa sao nãy tôi nhảy vô được mà. Gì kỳ vậy? À hiểu rồi các bạn. Đổi cái này vào. À, mình hiểu rồi, mình phải đổi cái này vào thì cái đồ này nè, cái đồ ở đây nè. Biết mình là ông này là ông đầu bếp cho mình vào. Còn nếu mà mình tháo ra, mình tháo ra nè, mình trả lại cho ổng. Ok. Trả. Ơi lộn. Trả lại cho ổng thì mình sẽ không có thể nào mà nhảy vô được tại vì mình đâu phải là đầu bếp. Thôi được rồi. Bye bye ông, tôi có táo vàng rồi. Hè, tôi đi đây. Bây giờ mình sẽ qua cái phòng kia và đào để kiếm viên kim cương. Trời ơi, đào muốn điên cái đầu luôn mà chưa thấy viên kim cương ở đâu hết á các bạn. Khổ thiệt cái chứ. Trời ơi, mình đào nãy giờ là tung cái chỗ này luôn nè, cho các bạn coi nè. Đó, mình đào quá trời quá đất luôn chứ không phải là không có đâu. Mà mình đào riết mà không thấy viên kim cương ở đâu hết. Kiểu như là mình phải đi tìm á. Ui, nó đây nè, nó đây rồi. Oh yeah. Rồi, đào mình có viên kim cương rồi. Mình đã có một cái trái táo rồi. Thì bây giờ thì mình chỉ cần đi lên thôi. Ok.
Bye bye anh. Ôi ông nội này, ông bị mình đào hay sao mà ông bị rớt đây luôn rồi. Bye bye anh, em đi đây. Đi. Wow, bây giờ sao ta? Ôi, gì kì á. Mình đi không được luôn. Mình đi không được luôn các bạn. What? Giờ sao? Chắc là mình phải tạo cái này, mình phải bỏ cái này vào và bỏ cái này vào. Ủa, sao bản đồ nó ghi là vậy nè? Trái táo vàng với lại cái kia là được mà, trái táo vàng nè với lại này. À, hay là quăng ra. Mình quăng ra mình được cái này nè các bạn. Nó ghi là Jarek, là mình có thể trốn tù được. Sử dụng cây kéo này, cắt cái này đi, cắt cái hàng rào đi các bạn. Ok, cái hàng rào mình phải cắt đi cái đá mới được. Cắt hàng rào đi. Wow, sao cắt lâu vậy trời. Mình không thể tin được là cây kéo này nó cắt cái hàng rào lâu đến như vậy. Làm sao mà người ta chịu được. Ok, nhưng mà đúng rồi, vượt ngục là phải từ từ, phải bình tĩnh, kiên nhẫn, chứ không thể nào mà làm một cái bập là ra được. Tại vì cái kéo này nó khá là nhỏ, mà hàng rào sắt này thì nó cứng quá, cho nên là chúng ta phải từ từ thôi. Ok, bập. Rồi, chúng ta phải đợi tí thôi các bạn ơi. Quá là mệt mỏi luôn. Ê, sắp được rồi các bạn ơi. Oh yeah, ngon lành cành đào. Rồi bây giờ, cái phòng này hồi nãy mình vô rồi mà. Ủa, nó cho mình lại cái cần gạt hồi nãy nè các bạn ơi. Vậy là chắc là... cần gạt này mình đặt ở đây nè. Đặt ở đây đúng không? Xong cái nó mở lên. Ok, wow, ở dưới đó đây có cái gì mà nó hút vô các bạn ơi. Có cái đường. Ui, cái này là cái gì đây? What? Sao mình đi lại đây cái nó hành màu xanh rồi. Thì ra mình phải bơi vô mấy cái màu xanh này nè, xanh này cho nó thành xanh dương. Ok, nhanh lên để ngập thở cho nó thành xanh dương. Ok, rồi sao nữa? Help me. Ai cứu tôi không? Tự nhiên nó thành xanh dương rồi sao nữa ta? Nhanh lên. Ui, giờ sao ta? Bơi lên hả? Không phải. Có cái đường nữa nè. Nhanh lên. Wow. Ơi. Vượt ngục thành công. Ơi, mình được vượt ngục thành công rồi các bạn. Ủa mà phải không? Hay là tự nhiên sao mình lại chui đây? Ok, mình sẽ hình như là mình đã vượt ngục thành công rồi các bạn ơi. Ok các bạn ơi, cuối cùng thì Slenderman đã vượt ngục thành công rồi. Và bây giờ thì mình sẽ phải trốn đi và báo với mọi người là mình không có tội, mình không có làm gì hết, tại sao bắt mình vượt ngục lại thế này. Ok, bây giờ cuối cùng mình đã vượt ngục thành công rồi các bạn ơi. Ok, thì cảm ơn các bạn đã xem cái video này. Và nếu các bạn thấy video này hay, đừng quên để lại một like, một đăng ký, một chia sẻ ủng hộ mình nha. Và bây giờ thì các bạn nhớ là comment Slenderman vô tội. Thôi nói giỡn thôi chứ đừng comment vậy nha. Nhưng mà các bạn hãy nhớ là comment là coi là mình vượt ngục mất bao nhiêu phút. Ok, và hẹn gặp lại các bạn sau. Bye bye.